làm bất khả dân nan như thế này hả? Ủa nghiệp chị, con đá đâu hết rồi? Dĩnh bá tôi như nó ngoài khỏe ha. Con bé con nó lấy ông ngoại tờ giấy số. Nó lấy con thì bây giờ con sẽ lì xì cho ngoại hai bao lì xì. Chúc mừng năm mới ngoại. Trong này nó có nhiều gấp mấy chục lần tờ giấy số. Ngoại đáng giữ gìn sức khỏe nha. Okay. Chúc mừng Happy New Year không? Dạ. Nãy gọi nãy đi con này Happy New Year không? Dạ. 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 Quay tiếp đi luôn hả? Dạ, quay luôn đi. Rồi. Bây giờ tất cả hai lượng tờ thôi, hai lượng tờ đi. Rồi lại tờ đi. Lấy một bên không, một tờ thôi, không đi qua. Lấy ra được lấy ra rồi. Qua rồi đi, qua đó đi. Rồi. Anh tên gì? Đó. Dạ. Từ từ con, từ từ. Anh cho em cũng hỏi trời chứ. Tony đang đứng trước chợ Trà Vinh. Nãy giờ thì Tony cũng phát lì xì cho rất là nhiều cô chú bác, máy giấy số rồi này nọ kia. Nhưng mà bây giờ sau khi xong Tony đi qua hướng bên này thì Tony mới thấy cái cuốn xe lôi ngồi đó. Tội nghiệp cuốn xe lôi chết chắc. Chưa gặp cái xe lôi thì gặp bác này ở đây rồi. Đó. Bây giờ con lấy tờ giấy số đổi bao lì xì được không? Ok, rút lại đây. Rêu xích ra rồi, rồi. Chúc mừng năm mới bác nha. Dạ, ok. Rêu đứng đi. Bây giờ mình lại mình lì xì cho salon. Hello quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là mùng 2 Tết vẫn còn Tết. Thì trong cái video này Tony hành trình về Trà Vinh, về miền Tây, về nơi mà Tony sinh ra và lớn lên đó quý vị nha. Đây cùng đi với Tony Lê thì có gia đình của Tony Lê và em vợ là tài xế đó. Mời quý vị cùng với Tony Lê hành trình về miền Tây nha. Thì trước khi hành trình về miền Tây thì mình sẽ ăn hủ tiếu để no bụng và uống cà phê để mà về miền Tây. Đây, trước khi khởi hành ghé vào cái quán này ăn một tô hủ tiếu 450.000 đô la, 450.000 đồng, và uống một ly cà phê sữa đá. Cái ly cà phê sữa đá mấy nè, mấy hôm nay anh uống mà anh chưa biết giá nữa, bao nhiêu vậy? Tại vì thường Tony đưa 200.000 không à, ít có bao giờ thối, là chỉ có 20.000 một ly cà phê ở bên nước Việt Nam thôi đó. Cái này là cao cấp chưa, là dữ dằn chưa, hay là bèo lề đường? Cái 20.000 này nè. Dạ hả? À, vô tiệm thì khoảng 450. Còn cái ly cà phê mà to go như thế này là chỉ có 20.000 thôi đó quý vị. Đây là cái cảnh ăn sáng của bà con cô chú bác người Việt Nam chúng ta. Chỉ rồi thôi. Tony mấy hôm nay cũng ăn rất là nhiều món, mà đa số cơm phở hủ tiếu thôi quý vị nha, chứ ít có ăn cái gì lạ.
Mời quý vị theo dõi cuộc hành trình về miền Tây của Tony Lê nhé. Sau khi ăn một tô hủ tiếu sườn non xong, bây giờ lên cao tốc từ Sài Gòn đổ về miền Tây nè quý vị. Sáng mới có mấy giờ sáng? 8 giờ sáng mà kẹt xe quá. Cao tốc mà cũng bị kẹt xe nữa quý vị ơi. Đây, không biết chuyện gì đang xảy ra trên kia mà kẹt xe quá trời. Hôm nay mùng 2 Tết cho nên everybody đổ về miền Tây. À. Đó, thấy chưa? Giờ là vẫn còn trong cái khu vực Bình Chánh, Sài Gòn gì đó đúng không em? À, chưa ra khỏi Sài Gòn. Dễ sợ chưa? Đây, Tony Lê đang tiến vào địa phận Long An nè quý vị. Đang đi ngang Long An đây. Long An thì hai bên đường cao tốc nó vẫn còn hoang sơ đó. Chưa có phát triển gì mấy. Nói nôm na là ra khỏi Sài Gòn thì thấy đường về miền Tây vẫn còn hoang sơ. Đi ra khỏi khúc này thì thấy nó bớt kẹt xe rồi đây. Đỡ kẹt xe rồi đây. Nãy khúc kia kẹt xe quá. Cái này cao tốc Trung Lương hả? Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. À đó. Tốc độ tối đa 100 km/h trên giờ. Đó. Chạy ok này hả? Tôi đi đang xuyên qua Mỹ Tho để mà đi đến Bến Tre. Cầu Rạch Miễu. Khi nào thấy cầu Rạch Miễu là thấy gần tới Trà Vinh rồi đó. À ha, đúng không? À, cầu Rạch Miễu xong qua cầu Cổ Chiên nữa rồi bắt đầu mới đâm vô thành phố Trà Vinh quý vị ơi. Này là đang là ở địa phận của Mỹ Tho nè đó. Tiền Giang Mỹ Tho nè. Bà con cô chú bác nào quê ở Tiền Giang Mỹ Tho thì bình luận bên dưới nha. Đó. Sáng mùng 2 Tết. Rất là nhiều xe trên đường. Mới có mùng 2 thôi mà bà con túa ra đi everywhere. Xuống tới nơi này á, chưa vào lọt vào Bến Tre mà thấy dừa quá trời dừa luôn. Chắc này tại vì láng giềng của xíu dừa cho nên người ta trồng dừa nhiều lắm. Hồi nó vô Bến Tre là quý vị thấy toàn là dừa không à. Rồi quý vị ơi, chúng ta chuẩn bị đi vào địa phận tỉnh Bến Tre, thành phố Bến Tre đúng không vậy? À đó, chuẩn bị lên cầu Cổ Chiên, cầu Rạch Miễu. Khi mà chúng ta lọt vào được cái cầu Rạch Miễu, chúng ta sẽ chạy một khoảng nữa thì tới cầu Cổ Chiên, sẽ xâm nhập vào thành phố Trà Vinh. Đó, đây. Mùng 2 Tết bà con ở miền Tây đi chơi rầm rộ, không biết đi chơi hay đi đâu, nó nôm na rất là nhiều xe trên đường. À, chuẩn bị lọt vào cái chỗ nó gọi là xứ dừa đó quý vị, kẹo dừa đó. Dừa thì thôi bao la bát ngát. Đây cầu Rạch Miễu. Mát chọt vô chạc được không? Rồi, vậy thì giờ á, trong thời gian chạc thì lấy cái màu xanh. Hả? Thì đợi chút xíu đi rồi coi nó có vô pin không. Gần 11 giờ sáng. Ủa,
chưa lên cầu hả, hay là mình đang trên cầu? Chưa anh, chưa lên cầu. Chưa lên cầu đâu quý vị nha, chưa lên cầu Rạch Miễu đâu, chuẩn bị lên cầu thôi. Từ Đồng Nai về Trà Vinh thăm thẳm chiều trôi quý vị nhé. Phải xuyên qua Sài Gòn, xuyên qua Mỹ Tho, xuyên qua Bến Tre, rồi bắt đầu mới tới Trà Vinh. Mà từ Trà Vinh lên Đồng Nai cũng thăm thẳm chiều trôi, nó cũng xuyên quay hịch vậy đó. Nói nôm na là hai nơi rất là xa, 180 km. Nghe thì nó không có bao nhiêu luôn, tại vì đường xá nó kẹt xe, rồi đèn xanh đèn đỏ, rồi nó không phải giống như bên Mỹ mà đường chạy bon 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 trăm mấy chục km giờ, biết không? Chứ đáng lý nếu mà 180 km á, mà bên Mỹ chạy thì chắc tức tốc á, bây giờ tại để coi mình chạy 70 mile, 70 mile thì 120 km. Rưỡi bao thơm màu đỏ hả? Thôi thôi thì đi chụp xe để tóc chiều đâu đó mua cột vậy sao hỏi chị bà trong đây chứ không thì xài cái này nè, mà xài cái nào cũng được, đừng màu đen là được. Sao bên trong có tiền thế, lì xì người ta không quan trọng cái bao mà người ta quan trọng cái ruột, cũng phải có chất lượng chứ không phải là số lượng. Nè cho quý vị xem nè, bên Việt Nam rất là nóng mà ai cũng chùm chừa ra hai con mắt thôi đó quý vị. Nôm na là hai con mắt đó, người ta cần xài chứ nếu không cần xài người ta cũng chùm luôn rồi quý vị nhé. Hai chiều nhưng mà nó chặn lại từ bây giờ, người ta đang chặn bên kia trước để cho bên này đi, tại nãy giờ bên này nó bị kẹt xe đó nè. Tới cầu Cổ Chiên rồi nè quý vị, cầu Rạch Miễu nè. Bây giờ chuẩn bị vào Bến Tre thôi chứ chưa được vào Bến Tre nữa quý vị nha. Rồi nha, đó vẫn còn trong địa phận của Mỹ Tho. Mùng 2 Tết mà các anh ấy vẫn đi tưới cây là hiểu rồi đó, làm việc cần cù chăm chỉ nè đó, thấy chưa đó. Không cho các anh ấy nghỉ ăn Tết gì hết trơn nè đó. Công an giao thông rầm rộ đây nè. Không nhích luôn. Không nhúc nhích luôn, đứng tại chỗ luôn. Đây. Còn có đâu bên kia thì xe nhỏ được xuống nè. Hồi nãy giờ 40 phút rồi hả? Đó. Cả tiếng hồ vô 40 phút rồi đó. Này cầu Rạch Miễu á. Vào trung tâm của thành phố Trà Vinh để đi về nhà mình đây. Cuối cùng thì sau 9 tiếng ngồi xe cũng đã lọt vào địa phận của Trà Vinh rồi quý vị ơi. Đường để làm đẹp hả? Nhiều đường nó còn đẹp hơn cái này nữa. Dạ. Làm đường đẹp hả? Đường này chạy thẳng là đụng tới đầu chợ Trà Vinh là ngay cái dòng xôi là nhà của Tony Lê gần đó.
Trà Thẳng hoặc là ngay đầu chợ Trà Vinh luôn. Cái cây bự chảng là bưu điện Trà Vinh á. Đâu? Cây cao ngút ngàn vậy kìa. Máy bay mà em nghe hai cái bà nào bà nói nhà bà ở vườn dừa gì đó. Đây nè, vòng vòng khu vực đây nè, vườn dừa đó nằm ngay xưa nằm đây nè. Gai chuẩn bị tắt iPad tắt à. Giờ này không phải giờ coi đâu, đi xuống rồi còn ăn uống nữa. Phải ra ngay đầu chợ thì anh mới biết. Chợ Trà Vinh. Ừ, Trà Thẳng lên đúng rồi. Chợ Trà Vinh. Chạy lên chắc con đường thẳng lên quá hả? Lọt vô tỉnh Trà Vinh rồi nhưng mà chưa tới đầu chợ, thành ra Tony không có biết là cái đường nào đi về nhà quý vị ơi. Cái này phường 1 mà hình như Trà Thẳng luôn nữa đó. Không ở đây đi không có nhà. À đây nè, đây nè. Trà Thẳng lên đi không sao đâu. À, cái này nè, trường này trường gì nè? Trường nhìn cái tên trường. Trường Phạm Thái Bường. À cái trường cấp 3 rồi, Trà Thẳng tới đó đi. Đường Hàng Cây Me nè. Đó, đường Hàng Cây Me chỗ đó đó. Trái ha. Rồi bắt đầu vô quẹo trái. No, xích lên chút xíu nữa, tới đó đó. Tới đó mới là đường Hàng Cây Me. Đường Hàng Cây Me.
dừng. 500m nữa, rẽ trái vào Phạm Hồng Thái. Đó, đúng rồi đó, nó. Số kiến thiết là ngày xưa anh vô đây anh ngồi anh trúng dạ không phải anh vô đó tại vì anh được cái ông gì á làm chùm ở đây nè trưởng viện kiểm soát nhân dân á ổng dẫn anh vô ngồi để chứng kiến người ta sổ số á nè 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 cái đường Hàng Me là cái đường này nè trái đó hả u me không đó nó nhìn từ góc me chứ con góc me cổ thụ luôn ủa vui vậy. Cái gì mắt nói cái gì? 19 tháng 5. 300m nữa, tiếp tục đi thẳng qua shop. Mắt nói cái gì? Cứ mỗi lần mắt mở miệng ra là má mi nhảy vô thành ra mắt nó im. Rồi mắt nói đi để nghe đi. À. Đây là cái đường Hàng Me đây. Đó, đường này ngày xưa là để đi lụm mót me để đi ăn nè, đi học á. Me nó rớt xuống rồi lụm lên ăn thôi. Gốc me to ghê ha. Rồi giờ quẹo phải cái là đâm về tới nhà nè. Gốc me thì chắc phải 50-60 năm, 70 năm quá hả? Tiếp tục đi thẳng qua shop Hoa Thủy Đi. Bưu điện rồi, nó bưu điện cho Vinh rồi má. Chạy phải đúng không? Quẹo phải, rồi chạy thẳng cái là về tới nhà đó. Rồi, tới đây là nhớ đường rồi đó. Đó, nó chạy thẳng cái tới nhà đó. Hả? Đi bán tỉnh cho Vinh. 200m nữa, rẽ trái vào Phạm Hồng Thái. Sao có thay đổi gì ở đây? Dạ, nó thay đổi chưa? Từ từ nha. Đâu rồi? Nè, quẹo quần nè, cái nhà thuốc bữa ổng hồi nhỏ để đi mua thuốc á. Nè, quẹo đi nè, quẹo đi. Quẹo được không vậy? Từ từ nha. Hình như không được hả? Lên trên kia. Được, được không? Thôi, mình vô đường số 4 đi. Cái này đường số 5. Cái này sau lưng nhà mẹ anh đó nè. Vô đường này hả? Vô đi, vô đi, sao đây? Vô đi. Đây nè. Nè nè, nó đầu chợ Trà Vinh kìa, cái đó, cái dòng soi kìa. Đó thấy chưa đó, đó chợ Trà Vinh đó. Rồi quẹo đây nè. Rồi. Rồi đây nè, Đó, rồi quẹo vô đây tới nhà nè, đó thấy chưa? Quẹo đây cái tới nhà nè, đó. Nó vậy mà Google nó còn chỉ đâu nó cái gì má. Về Trà Vinh nó khác đó. Vậy mà giờ này Google của ngang nó còn chỉ đi đâu nữa. Rồi here. Rồi here, rồi here. Bà nào bà đang ngồi bà ăn uống gì kìa. Xích lên chút xíu. Rồi here. Đó. Không phải cái bà nào bà hàng xóm đó. Được rồi. Cái này bà hàng xóm nào bà. Rồi mắt vô coi. Vô. Ôm bà nội coi. Chúc mừng năm mới bà nội coi. Nè. Ok. Rồi. An chạy lên tới đẳng quay đầu lại đậu bên này nè. Rồi. Em nói đi. Ok. Đây, bà nội đây. Rồi được rồi, đây. Nè, mát riêu. Để cà phê ngay đây nè, rồi đi chạc chưa? Rồi. Ôm bà nội chưa? Chúc mừng năm mới bà nội chưa? Rồi. Rồi, riêu hả? À. Ok. Rồi, ngồi đi con. Rồi, nè. Ôm cô Thắm chưa? Chúc mừng năm mới cô Thắm chưa? Rồi, riêu. À. Đó, đây. Rồi đứng đó đi, đứng yên đó đi. Đâu được, đâu lại. Đây nè. Của anh Hải. Anh mua cái này chút xíu. Ok. Kêu ngang đứng nó đi. Rồi anh Hải anh mua lên. Đó. Cái công viên Trà Vinh ngay đây nè quý vị. Cái công viên Trà Vinh. Đây là cái ngân hàng gì đó, nhà băng gì đó, Việt Cô băng gì đó. Đó là trước mặt của nhà Tony Lê. Đây. Nơi Tony sinh ra và lớn lên ở đây. Đó, đi ra đó nhìn cái là ra thấy cái dòng soi Trà Vinh. Rồi. Đây là mẹ của Tony Lê. 30 năm rồi mới được ăn Tết với mẹ của Tony Lê. Đó. Đây nè, chụp hình nè. Hai vợ chồng nhập đó. Ra đây chút chứ kìa. Đây.
Đây là Nguyên Vàng, em út của Tony Lê. Nguyên Vàng, em út cháu chắc của Tony Lê. Đây là đây cháu chắc rồi con của Tony Lê rồi bà xã Tony Lê. Rồi còn nữa nha, còn thêm một gia đình nữa chưa qua tới. Rồi mẹ mẹ thấy con trong video với ổng ngoài đời như thế nào đâu, mẹ cho cái ý kiến để khán giả con biết thôi. Mẹ thấy trong video ở ngoài đời thì thấy con đẹp trai dữ lắm. Ngồi 9 tiếng rồi nó tiều tụy đến mức độ này rồi đó. Chứ nếu mà hồi sáng mà con về tới đây 9 giờ sáng là nó khác rồi. Thấy đẹp trai. Rồi kệ chỉ tiểu cho. Em không có dắt vợ con xuống chơi nè. Bữa nay đó vừa thì chắc không có mập bự đâu các con. Bình thường. À. Ủa rồi bè từ từ nha, đứng đi, hồi nhịn. Ờ. Ăn bánh mì nè, với gì chút với cô chút luôn nè. Không, lúc này đẹp rồi hơn lúc đi qua bên Cali nữa đó. Bây giờ mặt chị cũng đẹp đó. Lúc này đẹp hơn Cali á. Đó là cháu của Tony Lê. Đó. Rồi khoan đợi đi cho tụi nó ăn xong thì chụp hình. Bố của Tony Lê. Bố của Tony Lê. Mất cái tay cũng gần 2 tháng. Gần 2 tháng. Má đó, mắt đang bị kìa, con chút ơi, có thật. Chốt với nè. Ngon không? Nãy giờ ngồi trên xe 9 tiếng rồi để đứng chút xíu. Ngồi 9 tiếng rồi. Quá trời. Nóng giờ sáng bây giờ. Quá trời á, kẹt đường giúp kẹt là lệ. Xuống lẹ lắm đó. Không, tại vì á con nghỉ la mấy năm kia dịch bệnh đó, người ta đi chơi cho nên năm nay thì dịch bệnh ta đi chơi nhiều. Đúng rồi, đi bộ là đường là ngạc nhiên. Không, mùng 2 Tết mà xe cứ ngắt hả? Nè, bánh ghế ra chứ. Bánh bông bông đen quá. Rồi đi. Rồi đi chung. Không nhích được luôn, điều ha? Điều hai về đâu vậy? Hai đứa này ăn nhanh đi, ăn nhanh đi rồi còn mừng tuổi bà nội nữa. Với mừng tuổi cô Thắm. Cô chú. Thì từ từ đi, trời tụi nó còn ăn mà. Hả? Nè đợi hồng hào gì trời, sáng giờ tao ngồi chín tiếng hồ tao sẽ lè như gà nút da thun chứ. Nếu mà tao lên xuống đây hồi 9 giờ sáng là giờ thì nó khác rồi. Đây là quý vị, cái chỗ này nè là ngày xưa là cái con đường đất, cái lúc mà Tony còn nhỏ đó là Tony hay chơi bắn đạn, chọi lon rồi nhảy cò cò nữa. Nhưng mà bây giờ thì người ta lên đường nhựa hết rồi quý vị nha. Đó. Trước mặt của Tony Lê là trước mặt nhà của Tony Lê là cái nhà băng Việt Thâm băng gì đó. Ê, trong thời gian ăn nó ỉ thì em nhờ Chung đi chụp hình nè, anh đứng nó chi để cho Chung chụp nhanh lên Chung. Professional đây nè, trời ơi. Cứ mở ra cho Chung chụp tối bụi đi Chung. Chụp không sao đâu, về rồi mình lấy hình nào đẹp vậy đó. Nó chờ chụp đại ăn đâu vô. Đó nè, qua đây nè, chụp. Đó nè. Chơi đi. Má sẽ lên bàn chơi bữa cho biết. Rồi, ra chơi. Nè, nhìn khoan nói chụp anh rồi. Khoan sao không thấy gì vậy? Cái gì vậy? Rồi thấy rồi. Thấy rồi. Hồi nãy thấy đang chui. Khoan. Đây, thêm một thành viên của gia đình Tony Lê. Sáng giờ chờ lâu quá, về nhà chạy trốn đâu giờ mới xuất hiện đây. Hả? Chúng nhỏ rồi. Kìa, chúng nhỏ vô tới kìa. Chúng nhỏ vô tới đây. Rồi được rồi, hiện tại nó đi đang quay phim mà. Đúng rồi, nước nó còn. Ngon không? Hồi chị đừng. À, hồi đó đừng quên cục cạc này nha. Sớm mẹ, không nói. Chị. Thấy ông cao hơn, ông cao hơn nha. Cao hơn ngang nào bằng hơn? Hai thằng ngang nhau. Chung dạo đi mập đẹp trai ha. Đi đi bệnh viện hơn nè.
rồi sao thì sao nó không chịu vô là sao? À vậy hả? Ok ok. Đó là cái công viên tỉnh Trà Vinh, đó là đường số 5. Nhà của Tony nằm chính giữa đường số 5 và đường số 4. Đây là đường số 4 nè quý vị. Đó, thấy chưa? Đường số 4 thì nhìn thẳng ra là thấy cái dòng xôi Trà Vinh, thấy cái chữ chợ Trà Vinh đó đó đó. À, ngày xưa cái đường này là cát đất không à. Tony thục lỗ để mà bắn đạn nhảy cò cò đó, dở lên gạch đá hết rồi. Nè mát. Kêu, chào coi. Chào cô chú anh chị coi, ông bà coi. À. Đây. Xây nguyên cái ngân hàng bự Trà Bá Lửa đây nè. À, ở Trà Vinh mát quá hả? Ở Trà Vinh mát quá. Rồi, mát chúc Tết bà nội coi, nói làm sao? Khỏe mạnh. Sống lâu trăm tuổi. Ok. Okay. Từ từ, từ từ đứng lên. Rồi. Cảm ơn bà nội. Cảm ơn bà nội. Rồi bắt đầu tới reel. Rồi, đứng đây. Bà nội năm mới mạnh khỏe. Vui vẻ. Sống trăm tuổi. Rồi okay. Con cháu. Rồi được rồi. Bây giờ tới phiên nè. Nè nè nè, tới phiên bà nội chúc cho reel nè. Bà nội chúc reel nè. Chúc kêu học giỏi mau lớn nha. Dạ con cảm ơn bà nội. Rồi tới phiên em á, em ngồi đó thì em chúc Tết mẹ anh luôn đi chứ còn tới ai nữa. Từ từ. Hai đứa chạy đâu? Vô đếm tiền. Vô đếm tiền coi coi bà nội lì xì cho nó mấy tỷ. Bà nội vừa. Năm mới con chúc mẹ mạnh khỏe. Vui vẻ, rồi. Sống lâu với con cháu. Rồi, cảm ơn con nha, chúc con lại mà sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc với làm ăn phát đạt nha. Dạ, cảm ơn mẹ. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ, cảm ơn mẹ. Thì gửi cho con. Dạ, con cảm ơn. Rồi chụp án. Chụp chưa? Chụp lia lia luôn. Dạ. Chụp cái cầm ly xin chứ. Rồi, rêu xích ra. Rồi. Rồi. Thì đó thì sẵn lỡ rồi. Em cho em trước đi rồi hỏi tới anh. Để kìa tới ai bây giờ. Chúc giờ ăn một bao nè. Còn anh thì em, anh nữa. Chúc lớn chụp được nữa. Đó, em chụp á. Em chụp thì không. Nó đi. Kìa An kìa. Trời ơi bao nào cũng được chị hai ơi. Tiền Việt Nam có bao nhiêu đâu mà lo. Rồi bây giờ tới phiên em. Đâu giờ ăn trước. Thì thấm lớn nó được. Trước kìa ạ, nó đứng cái. Không. Nhìn cái có tiền cho không? Không viết tên viết họ gì cho dễ nhớ. Năm mới chúc em vui vẻ, mạnh khỏe. Vui vẻ, mạnh khỏe. Dạ, con chúc chị dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, vợ chồng hạnh phúc ha, gia đình hạnh phúc ha. Thank you. Rồi, tới phiên chúc là người kế tiếp. Sao thám? Đúng rồi đó, đứng vậy đó, đúng rồi đó, đứng vậy mới đẹp nè, đứng ngoài này ấy vô nè. Chúc em năm mới như đó mạnh khỏe, vui vẻ, vợ chồng hạnh phúc. Dạ. Làm ăn phát tài. Dạ. Em cũng chúc chị trẻ mãi không già nha. Hai nhạc sĩ như đi. Gia đình hạnh phúc. Chị mình chúc chạy lan bán được cô Lucien. Chụp chưa? Chụp
chưa chưa anh? Rồi, 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 rồi. Rồi, kế tiếp là Chung. À. Chung là nhỏ hơn chút. À. Chung là Út phải không? Ờ, à, Chung là Út. Ủa sao không thấy bố mì của Chung vậy? Chết luôn á. Em mất nguyên bóp lại. Rồi, còn đứa bóp chết luôn á, khỏi cái mì á. Khỏi cái Đồng Nai luôn á. Năm mới chúc vợ chồng em vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Dạ. Rồi bán phát tài. Đây dịp năm mới có thêm boy nữa. Dạ. Rồi em chúc chị hạnh phúc với sức khỏe vợ ha. Làm ăn càng ngày càng tiến tới. Rồi anh á, em ba bốn cái tiệm neo nữa. Em. Em lì xì cho vợ Chung tha thế luôn đi chứ con nó khóc quá đứng ngoài rồi có không? Thôi tiện. Rồi dạ, ok ok. Rồi bây giờ tới ai? Tới ai kế tiếp? Chung bự, Chung bự vô. Chung bự vô. Chung bự đi coi, Chung bự đi ha. Bây giờ đổi tên đi, năm mới đổi tên như vậy. Chung bự nha, chứ không kêu Chung già nữa nha. Chết cha, nó quên rồi. Quên rồi. 1 nhỏ này nhà cô chúc lì xì cho má đi. Từ từ chút xíu. Rồi. 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 À, chụp hình đẹp quá. À. Thấy hình đẹp. Em, năm mới chúc em người chồng em vui vẻ, hạnh phúc. Dạ, em cũng chúc chị nhận sự bình an và ăn phát tài năm mới và con mới. Cảm ơn em nhiều. Gia đình mình hạnh phúc. Rồi. Tới bé Tâm chưa? Bé Tâm vô, bé Tâm vô. Ngày hôm qua trên Đồng Nai hả? Cả tiếng hồ luôn cũng chưa hết hết. Đông lắm. Cháu chắc ông bà anh chị em. À, nhiều lắm hả? À má nói nhiều lắm hả? Tâm ơi, tí là kéo chú vô chú. Trời ơi sao em không cầm sẵn một cục gì nè chứ. Tới ai kìa. Ê. Nha Tâm, nhớ kéo chú vô nha, xong con là kéo chú vô. Chú chia cho. Nè, học giỏi đi rồi cậu hai bảo lãnh ở bên đi du học, ok? Ba má mày ta bảo lãnh rồi tới có giấy đi thì không chịu đi. Bây giờ tới phiên ráng đi, đi qua bển du học để có tương lai. Thì bởi vậy bảo lãnh có giấy phỏng vấn mà không chịu đi Mỹ. Ờ. Rồi khoan, từ từ còn ai không? Còn ai không? Ủa vậy hả? Đây nè em. Rồi nè. Em còn sáu loại người rồi bắt đầu mới tới anh. Đây bắt hai lì xì đi con. Nhanh đi chứ để thôi bắt hai đói, bắt hai xỉu rất chịu đó, là khỏi lì xì đó, cái tiết mục lì xì là quỷ bỏ đó. Đổ lắm mà đó. Ê đít vậy đó. Ê đít lắm đó. Cái này là ráng cố gắng lắm rồi đó. Ráng cố gắng lắm rồi đó. Đừng đứng được. Làm cái chiếc bát luôn rồi. Bát rồi. Bát hai đó. Ủa cái gì ghê vậy hả? Ghê. Bát đó nó chiếc bát rồi đó. Vậy là con giành chức của Chung già rồi. Chung già nó đâu, nó kêu bằng cậu. Đâu, ý là người ta kêu Chung già chứ đâu có kêu Tony Lê già. Không. Ở đây nó hai già quý già nữa. Tony Lê đẹp trai. Quý già, quý già. Rồi đâu rồi, tới ai đây, tới ai vậy? À cháu cháu hả? Vậy ông con ơi, kêu con bằng bác gì vậy, kêu vợ con bằng cái gì? Bằng bác luôn. Vậy hả? Trời, vậy là em hiểu rồi đó nha. No 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 no, bằng bác á nhưng mà nó nghe nó đang đính thì em đưa nó tới đừng có chọc nó, chọc nó khóc, nó là bệnh lắm á. Đó đấy chưa. Con cảm ơn bác. Thôi kệ đi, con cảm ơn bác. Bây giờ Thúy cầm giùm thôi. Rồi ok. Cái cách lè đó. Cách lè đúng rồi. Nè, giờ tới tội con nữa nè. Cái rồi, bây giờ để giúp cho tội. Nè, tính là sao? Rồi sao? Rồi, bây giờ sao mẹ lì xì cho con hả? Quay qua xin điều nha. Quý vị con biết không? 30 năm rồi đó, con thì mới có được cái hình ảnh này. Tức là đây là cái Tết mà sau 30 năm con thì ở Mỹ. Giờ mới được tiền lì xì của mẹ Tony Lê đây. 30 năm rồi đó, cái lúc còn còn nhỏ xíu. Lì xì lại cho mẹ Tony Lê. Không, cái chuyện nó từ từ. Con phải có cái cảm giác được lì xì trước. Mẹ lì xì trước. Năm mới, nha mẹ chúc cho con
dồi dào sức khỏe với hạnh phúc cái đồng ăn phát tài. Khỏe mạnh là được khỏe, bình an là may mắn rồi. Đúng rồi, có sức khỏe đang làm cho nó đam. Rồi bây giờ tới cái tiết mục hồi nãy là bạn gái lì xì, bây giờ tới bạn trai lì xì. Tôi xin lên làm việc là có tên họ hết, không cần phải đi mò mặt rồi đó. Đây chào đây, bộ bao lì xì của mẹ rồi. Rồi, sau 30 năm con ở Mỹ, đây là cái Tết mà tôi nghĩ là rất là lâu rồi con chưa có được cảm giác được mẹ lì xì. Nhưng mà bây giờ được rồi, đây con chúc mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, tá xít. Mẹ già là mẹ không cần lo lắng gì nhiều, khỏe mạnh vui vẻ là được rồi, ok. Ngày hai cử, khỏe mạnh vui vẻ là ok rồi. Của ít lòng nhiều. Nhưng mà rồi, tới thắm đâu rồi đây. Từng đứa một, từ lớn đến trẻ. Rồi vui vẻ, khỏe mạnh để có sức lo cho mẹ, ok. Chúc anh trẻ mãi già, làm ăn phát tài. Ok, thank you. Mở thêm 4 tiệm ăn nữa. Ok, thank you. Rồi, tới chúc đâu. Đây. Chúc hai vợ chồng em với bé Tâm vui vẻ, yêu đời tích cực, gặp khỏe mạnh. Và ráng cố gắng đi. Để năm nay anh Tony Lê về tới đây là có hy vọng thay đổi cuộc sống, ok. Okay. Cảm ơn anh, em giúp anh sự nghiệp thành công, nghiệp lỡ, mãi áo thành công, người gặp sức khỏe. Ok. Rồi, tới chung vô đây. Ủa, nha. Rồi, chúc hai vợ chồng em vui vẻ, vui đời, may mắn, tặng hai hoa tặng. Ok. Dạ, chúc cảm ơn anh. Ok. Lần nào anh cũng về chơi ha. Ok. Nói chung là có tiền là về. Như có tiền phải về đúng không em? Chúc anh tạo làm ăn phát đạt. Chị biển chui không? Chị biển có tài bây giờ là ai? Bé Tâm lại đi. Dạ cậu ơi, bác hai thì cậu hai. Nè, chúc cho con ăn học giỏi nha, mau lớn để phụ giúp con ba mẹ, ok. Dạ, chào, chúc mến con hai. Chúc cậu hai luôn luôn khỏe mạnh, việc làm ăn thuận gió, mãi đó thành công, okay. Gia đình hạnh phúc. Ráng giỏi, ráng giỏi để mình đi du học nha. Đây nè, cái này nó tên gì quên mất tiêu vậy? Xuân Nhi. Xuân Nhi nè, Xuân Nhi ráng giỏi ra, đừng có khóc nghèo nữa nha, không, đừng có ngỗng nghèo nha, không. Nè, hồi nào nhét lại vô đây cho nó để tao nó khóc nó bây giờ. Chúc anh năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chưa 2 tuổi. Chưa 2 tuổi sao ba chẳng đâu. Ủa gì hả? Nhận xong tao trả lời. Ủa gì hả? Nhận xong tao trả lời. Ủa gì hả? Mày đủ 2 tuần đi người xíu. Không á. Không được rồi. Rồi còn ai nữa không? Mỹ là bắt buộc khác. Còn chưa? Còn ai nữa không? Còn ông đại nữa. Đang đứng rồi. Đang đứng rồi. Vậy hả? Phải không? Phải không? Phải không? Dạ. Dạ. Quá mát rồi. Mát dữ lắm à. Rồi mát quay đi. Mát dữ lắm à. Trời ơi, dữ lắm mà tao gành nghề cho nghe đừng nói à. Đây. Ráng đừng có già, đừng để chứ ai cũng già nhớ cái dự án mình năm nay là gì chưa? Đó. Rồi đây thắm kìa, mát kìa. Quay quay quay, chưa đâu còn đồ nữa. Cái này giữ dùm chị Bích đi. Mát kìa đó rồi. Chị Bích đó, còn sao quay không đi bán, không quay lên chị Bích hết. Không, 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 đó cái lại. Ôi, không quá hả? Ok. Lát luôn. Ok. Cái gì đó? Đây. Cái này. Cái này của Trung Gia. Nốt chích nè.
chung đẹp trai. Cảm ơn tôi biết đấy. Okay, cái này của Thúy. Dạ, cảm ơn. Mỗi người vừa được cục tiền vừa được cục quà. Cảm ơn tôi biết. Hôm nay đồ ăn tốt lớn rồi. Tôi đi lên đó, ta khen đẹp trai quá không. Đây, cái này của chung ngóc. Dạ, cảm ơn em. Ok. Nước này cũng mất đi hả? Đây nè, thì có đi đây qua mát rồi. À, có hỗ trợ quay phim. Có trợ lý. Trợ lý từ từ. Đây, của mẹ nè. Cái mát đây quay vô ừ. Cho bà nội nè. Rồi. Cảm ơn con nha. Có nặng không vậy? Có nặng thì đẩy vô đây đi. Đây nè. Chút. Đưa đây, đưa dầu đây. Cảm ơn. Đi đây nè. Có cái bát kia. Còn ăn rồi, ngỏ Ngọc ơi. Cảm ơn con cò. Bảo bà. Cái này là quần áo chia ra đi. À, chia ra. Còn lại cái này nè. Đó, cho hàng xóm nó gì vậy? Bây giờ chia cho chị ba chị Bích. Chia cho chị ba chị Bích hả? Chị ba chị Bích. Dạ, nói tiếng vô cái khác. Ủa? Còn chút chứ, chứ nãy giờ nó nói chút bị đâu, nhập bởi vậy rồi. Ủa, hẹn chút nó ủa xong 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 như bảo. Không, chút đặc biệt thì sao? Bây giờ nè, đứa nào ăn kẹo nhiều? Cái tao hả? Cái tao kẹo cái đó biết ăn kẹo đó. Bà ăn kẹo chứ. Bà ăn kẹo chứ vậy chứ. Ủa bà kẹo bà để uống sữa. Mẹ có kẹo rồi, nó ăn kẹo chứ. Thôi đưa lại nó cho chút. Cho chúng ăn nhiều kẹo biết không? Dạ. Rồi. Chúng ăn nhiều kẹo biết không? Còn ai không? Được chưa? Chị Bích nè, chị Bích nè. Chị Bích rồi nãy mà. Không, chị Bích là nãy tiền. Rồi, cái này còn lại đây. Chị ba. Đây ngon rồi đó. Chị ngon rồi đó. Chị ba bỏ cái đó. Chị ba, tí em, chị Phượng Chi, ba người đó. Rồi 1, 2, 3 xuống một ghế vô vô chú ghé rồi nô chú ghé rồi chú ghé rồi rồi đó chú đi thầy đó nó còn cảm ơn mình lên lại nha rồi dạ con cảm ơn mới chút tốt làm ăn phát tài kêu cả nha xong xong đầu trăm rưỡi rồi ghê tham ghê sợ đầu hai nước đóng rồi đó chút thì mới được càng đẹp trai thôi rồi còn ai nữa không còn ai nữa không còn ai không còn ai không còn sót ai không vậy con ngươi đừng có mang kia còn em là anh ơi em rồi ngày hôm qua ở Đồng Nai rồi đây nè quý vị, nhà của Tony Lê đi ra tới đầu đường. Đầu đường nằm ngay đây nè. Nhìn ra cái là thấy chợ Trà Vinh nè. Đó. Phải hiểu. Đây. Ra đó. Đây là nhà thuốc bác sĩ gì đây nè, đó. Nè. Nè, đó, đường Nguyễn An Ninh đó, đó chơi. Đây. Right here. Đó. Cái gì thêm nè. À đó, right here. Cái gì thấy cái chữ chợ Trà Vinh không? Đó. Right here. Đi có mấy trăm mét rồi là tới nhà của Tony Lê nè, đó. 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 Rồi đây là chạy thẳng lên cái siêu thị cái gì trên đó đó. Đó, cái này là đường số 4 nè, đường số 4 nè. Đó. Nhà Tony trong này nè đó. Đi ra đi bộ ra đi chợ không á, mỗi sáng. Đó, vàng bạc đá quý gì túi bụi rồi đó, bà con cô chú bác thường hay hỏi là nhà Tony Lê ở Trà Vinh ở chỗ nào đó, ngay chỗ cái dòng soi đó đó phải thấy chung quanh đây chung quanh hàng xóm láng giềng của nhà Tony Lê rồi.
Đây. Đó, cái công viên ngay đây nè. Hồi nhỏ đi học thường hay cúp cua đi vô công viên á. Hỏi chị học có uống gì không? Đi mát this way. Đẹp quá ha. Bây giờ xóm giềng mình thay đổi quá hả? Ồ, nhà ở nhà cô Linh cũng đẹp quá. Đây công viên đây nè quý vị. Đó. Đây hồi nhỏ Tony Lê hay đi bộ qua công viên, tại nhớ nè, công viên ngay đây nè đó, là cái này nó gọi là đường số 5 đúng không? Ngày xưa ở đây nó không có cái ngân hàng này, bây giờ người ta mới xây lên đó. Nhà Tony ngay đây, right here đó, chính giữa số 4 và số 5 đó. Ngay khu trung tâm chợ Búa.